Xin chào quý vị và các bạn. Chúc một ngày tốt lành. Mời quý vị theo dõi tin tức mạng Pi với nội dung sau. Sự thật tiết lộ giá trị ban đầu của Picoin không phải là 314.159 đô. Thưa quý vị, gần đây, cộng đồng Picoin đã sửng sốt trước một tuyên bố quan trọng từ một người dùng có tên là Daniel Fidelus hai. trong tuyên bố của mình. Ông khẳng định rằng thông tin liên quan đến giá ban đầu của Picoin sẽ sớm được công bố. Gần như chắc chắn chính xác vì nó đến trực tiếp từ nhóm Pico. Daniel Felelert 2 tuyên bố, tôi sẽ sớm cho bạn biết sự thật về giá khởi điểm của Picoin. Nó còn hơn cả thông tin đến từ Pico Team. Bạn có thể xem xét nó với độ chắc chắn 99%. Rất tiếc đó không phải là giá trị GCV 314.000 đô. Tại sao nó lại quan trọng? Cộng đồng Picoin bao gồm nhiều người dùng khác nhau trên toàn thế giới đã rất háo hức chờ đợi thông tin này. Picoin, một trong những loại tiền điện tử được chờ đợi nhất, đã thu hút được sự chú ý đáng kể nhờ cách tiếp cận độc đáo trong việc khai thác và phân phối tiền xu. Một trong những khía cạnh được chờ đợi nhất là thông báo về giá trị ban đầu của Picoin khi phát hành công khai. Suy đoán và tin đồn xung quanh giá của Picoi Trong những tháng gần đây đã có nhiều đồn đoán và tin đồn tràn lan về giá trị ban đầu của loại tiền điện tử này. Một tin đồn đặc biệt nổi bật cho rằng giá trị đồng thuận toàn cầu GCV của Picoi sẽ đạt 314.159 đô la. Tin đồn này đã làm dấy lên cuộc thảo luận rộng rãi trên nhiều diễn đàn và cộng đồng trực tuyến với nhiều người dùng hy vọng rằng Bitcoin sẽ đạt được giá trị phi thường này. Tuy nhiên, theo thông tin được cung cấp bởi Daniel Felelert 2, tin đồn này là không đúng sự thật. Daniel Felelert 2, người tuyên bố có quyền truy cập trực tiếp vào thông tin từ nhóm pico khẳng định giá ban đầu của Picor sẽ không đạt được con số đó. Tuyên bố này cung cấp sự làm rõ quan trọng cho nhiều người dùng có thể đã dựa vào thông tin không chính xác. Ngoài việc cung cấp thông tin về giá ban đầu của Picoin, Daliel Fleurlet 2 còn đưa ra thông tin làm rõ quan trọng liên quan đến mã hóa của Kosasi. Trong những tháng gần đây đã có những suy đoán đáng kể về ngày tháng và giá cả được ghi trong mã hóa này. Theo Daliel Fleurlet 2, ngày và giá ghi trong mã hóa của kosasi là không có thật và không thể tin cậy được thông tin này rất quan trọng để đảm bảo rằng cộng đồng Picoin không rơi vào những kỳ vọng phi thực tế dựa trên những dữ liệu không chính xác tin tốt tuyên bố mới nhất từ nhóm pico giá ban đầu của pi thông tin từ daniel felelus hai trong một thông tin liên lạc nội bộ gần đây của nhóm pico những hiểu biết sâu sắc về giá ban đầu dự kiến của loại tiền kỹ thuật số Pi đã được tiết lộ. Mặc dù tuyên bố này thiếu tính cụ thể nhưng nó cung cấp một cái nhìn thoáng qua về phạm vi giá tiềm năng có thể được đặt ra. Sắc thái của tuyên bố, điều đáng chú ý là nhóm Pico hiếm khi đưa ra các tuyên bố với độ chính xác tuyệt đối và thông báo gần đây về giá ban đầu của Pi cũng không ngoại lệ họ đã đề cập rằng giá của một cổ phiếu Pi sẽ thấp hơn một chút so với 10.000 đô la. Tuy nhiên, tuyên bố này đưa ra một lớp mơ hồ vì nó không nêu chi tiết giá trị tối thiểu hoặc tối đa chính xác hơn. Kiểm tra chặt chẽ hơn, mặc dù không có số liệu cụ thể, tuyên bố này cung cấp một dấu hiệu giải thích bằng cách gợi ý rằng giá sẽ dưới 10.000 đô la một chút nhóm Pico ngụ ý chi phí sẽ không vượt quá 10.000 đô la Mỹ. Tuy nhiên, tuyên bố không làm rõ ở mức độ giá chênh lệch khỏi ngưỡng này. Ước tính giá, đây là những gì đã được nói trong nội bộ Pico team về giá khởi điểm của Pi. Bạn biết rằng Pico team không bao giờ nói những điều chính xác. Họ nói thế này, giá của bộ phận đó sẽ thấp hơn 10.000 đô la một chút. Điều này có nghĩa là giá sẽ không vượt quá 10.000 đô la, tối thiểu là 6.000 đô la. Rút ra từ tuyên bố, có thể suy đoán rằng giá ban đầu của Pi được dự đoán sẽ nằm trong khoảng từ 6.000 đến 10.000 đô la. Ước tính này cung cấp cho người dùng một khuôn khổ dự kiến để hiểu được mức định giá tiềm năng của loại tiền kỹ thuật số Pi khi nó ra mắt thị trường. Ý nghĩa Mặc dù tuyên bố của nhóm PICO có thể thiếu chi tiết, nhưng nó đóng vai trò là tiền đề cho bối cảnh định giá mà người dùng Pinewood có thể dự đoán. Khi ngày ra mắt đến gần, dự đoán rằng cấu trúc giá chính xác của Pi sẽ được cung cấp rõ ràng hơn. Nhìn về phía trước, tóm lại, thông tin liên lạc gần đây từ nhóm Pico đã làm sáng tỏ chiến lược định giá ban đầu cho Pi Mặc dù vẫn chưa có thông tin cụ thể nhưng tuyên bố này đã cung cấp cái nhìn sâu sắc có giá trị về các thông số chung mà giá Pi dự kiến sẽ hoạt động. Khi người dùng Pennywork háo hức chờ đợi những phát triển tiếp theo, chúng tôi hy vọng rằng các thông báo sắp tới sẽ mang lại sự rõ ràng hơn về khía cạnh quan trọng này của hệ sinh thái Pi. Những thách thức và phê bình Tuy nhiên giống như nhiều cải tiến mới, Pi cũng phải đối mặt với những thách thức và chỉ trích một số nhà phê bình cho rằng, mô hình khai thác dựa trên ứng dụng có thể không an toàn bằng các mô hình khai thác truyền thống được sử dụng bởi các loại tiền điện tử như Bitcoin. Cũng có những lo ngại về cách xác định giá trị của Bitcoin khi nó cuối cùng được ra mắt công chúng. Ngoài ra, một số người dùng đã bày tỏ sự thất vọng vì thiếu thông tin chính thức từ nhóm Pico, mặc dù nhóm phát triển thường xuyên cung cấp thông tin cập nhật qua phương tiện truyền thông xã hội và ứng dụng chính thức nhưng vẫn còn nhiều câu hỏi chưa được giải đáp về tương lai của Bitcoin và hệ sinh thái của nó sẽ phát triển như thế nào. Hy vọng và kỳ vọng Bất chấp những thách thức, nhiều thành viên của cộng đồng Bitcoin vẫn lạc quan về tương lai của loại tiền điện tử này. Họ hy vọng rằng Bitcoin sẽ thành công trong việc đạt được mục tiêu tạo ra một hệ sinh thái toàn diện và dân chủ cho các giao dịch tiền điện tử. Thông báo sắp tới về giá ban đầu của Bitcoin dự kiến sẽ mang lại sự rõ ràng hơn và giúp đặt ra những kỳ vọng thực tế cho người dùng. Cái gì tiếp theo? Với tuyên bố của Daniel Felelet 2, cộng đồng Picoi được khuyến khích luôn cảnh giác và chờ đợi thông báo chính thức từ nhóm Pico. Thông tin chính xác và đáng tin cậy hơn sẽ giúp tránh những suy đoán vô căn cứ và đảm bảo rằng người dùng Picoi có những kỳ vọng thực tế về giá trị đồng tiền của họ. Điều quan trọng là luôn tìm kiếm những thông tin đáng tin cậy và không dễ bị ảnh hưởng bởi những tin đồn chưa được xác minh. Bằng cách đó, cộng đồng Bitcoin có thể tiếp tục phát triển trên nền tảng vững chắc về thông tin chính xác và trung thực. Trong một thế giới ngày càng kỹ thuật số, các loại tiền điện tử như Bitcoin mang lại tiềm năng đáng kể để thay đổi cách chúng ta thực hiện các giao dịch và tương tác với kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên giống như tất cả những cải tiến mới, điều quan trọng là phải tiếp cận một cách thận trọng và dựa trên thông tin chính xác và đáng tin cậy. Tuyên bố gần đây của Daniel Fleller 2 cung cấp sự làm rõ quan trọng về giá ban đầu của Bitcoin và giúp đặt ra những kỳ vọng thực tế cho tương lai của loại tiền tệ này. Cộng đồng Bitcoin được khuyến khích luôn cảnh giác, tiếp tục học hỏi và tích cực tham gia vào sự phát triển của hệ sinh thái này. Mọi thông tin chúng ta đều là sự tham khảo, để có thông tin chính xác chúng ta cần chờ đợi thông báo chính thức từ pigotim